Show diễn tại Pháp, show diễn tại Pháp. Trời ơi, có danh hài Văn Sơn cũng như là Dũng Nhí cùng với chị Bành Thị Ve. Trời đất ơi, cái tin này tao nói nó chấn động luôn mấy bà cô nội ơi. Kính chào cô dì chú bác anh chị em. Chiều tối hôm nay, trời ơi, tao nói có cái tin vô cùng chấn động nghe bà con. Trời ơi, cô dì chú bác anh chị em mà nghe cái tin này chắc là chấn động luôn. Bây giờ bên đó dữ dội lắm, tự tin lắm à, nói bây giờ có rất là nhiều người ủng hộ chị Bành Thị Ve à, trong đó có Hời Mỹ gì đó là cũng ủng hộ chị Bành Thị Ve luôn. Nhưng mà đâu thấy anh Hời đó về nhà chị Bành Thị Ve. Nhưng mà đặc biệt anh Hời đó bây giờ đang chơi và giao du với YouTube à, YouTube ủng hộ chị Bành Thị Ve. Thì trước sau gì à, anh Hời Lê Tím đó cũng sẽ qua à, và sẽ được ăn chực bún bò miễn phí trong vài ngày tới quý vị. Thì mới vô em chia sẻ cái thông tin liên quan đến Hồng Loan trước, rồi một chút nữa em sẽ nói cho anh chị biết cái thông tin cái show diễn tại Pháp cũng như cha sạc pin à, đưa chị Bành Thị Dê về Pháp à, mà không biết có trốn luôn bạn không biết nghe không. Thì mới vô em đăng cái này à, giới thiệu sản phẩm phụ Hồng Loan đi quý vị. Thì em để cái hình này lên, Hồng Loan cũng mới đăng thôi 23 phút à, nước hoa số lượng ít à, sĩ à cả nhà yêu chốt lẻ 590k lên đơn hôm đê mê luôn. Mỹ phẩm Hồng Loan bất ngờ nhẹ nhẹ cả nhà ơi đó, Hồng Loan khui một cái thùng hàng phải nói là nước hoa nam có nữ có cực kỳ thơm đó, phải nói là thơm phức luôn đó, chứ không phải nó thối rầm như là cái con thủy mập đó, thơm phức luôn quý vị. Thì bà con có mua dầu thơm nam nữ gì cũng có ủng hộ Hồng Loan à, 590k ủng hộ Hồng Loan quý vị. Rồi bây giờ em sẽ cho anh chị biết một cái thông tin liên quan đến cái show diễn tại Pháp đó, có một số danh hài trong đó đặc biệt có danh hài là Văn Sơn cũng như là Dũng Nhí và có sự góp mặt của chị Bành Thị Ve à, có sự góp mặt của chị Bành Thị Ve à, anh chị và các bạn biết ai là cái người cầm đầu không à, không phải quên cái người bầu show, cái bầu show bên đó là cái bà Phượng à, cái bà Phượng mà cái đợt trước mà đưa chị Bành Thị Ve qua bên đó à, ca ca nhúng nhúng nhảy nhảy múa múa với mấy anh cha già đó à, thì đợt này sẽ là Dạ Vũ mùa thu lần 3 2024. Trời đất ơi dữ dội chưa. Dạ Vũ nha, Dạ Vũ mùa thu lần thứ 3 à, năm 2024. Thì anh chị biết rồi, một đêm nhạc đặc sắc ấn tượng. Trời ơi có vụ ấn tượng luôn mấy cha. Một đêm nhạc đặc sắc ấn tượng à, diễn ra vào lúc 19 tháng 10 năm 2024 à, trời ơi dữ dội chưa bà con. 19 tháng 10 nha, bữa nay mấy rồi quý vị? À, bữa nay 23 rồi. Bữa nay 23 tháng 9 rồi. 23 tháng 9 rồi. À, 23 tháng 9 rồi, trong đó là 19 tháng 10. À, cũng sắp tới rồi quý vị. Cho nên em nghe anh Bin ha, anh Bin ở bên đây à, ăn trực hủ tiếu Hòa Viên gì đó chờ cho gần tới ngày đó rồi đưa chị Bành Thị Dê về bển luôn. Rồi bồng theo bà Sáu về bển luôn, ở luôn bên Pháp thì phải. Trời ơi. Fan này không biết anh Bin về Việt Nam không biết làm gì, chắc về Việt Nam mà là dẫn nguyên là gia đình về bển quá. Fan này tôi nghi lắm nha à, fan này em nghi lắm nha quý vị. Trời ơi mấy bữa nay thấy anh cha Bin ở nhà bà Sáu á, thấy anh cha Bin ở nhà bà Sáu lai lai rồi ha, nhìn cái tướng vui vẻ lắm kìa à, khi mà sạc pin ở đó thì chẳng thấy anh Minh ở đâu hết. Trời ơi lúc trước thì anh Minh thường thường qua á, ăn bún bò rồi ha á, vui là vui quá vui rồi. Từ khi mà anh Bin á, anh Bin về quán bún bò là coi như tình nghĩa cha con chắc có bền lâu. Trời ơi à, anh Minh á, anh Minh không hề á, xuất hiện à, khi có là phải nói là khi có là anh Bin á, anh Bin tại quán bún bò. Thì à, nói lại một lần nữa cho cô dì chú bác anh chị em biết ha, cái đêm nhạc Dạ Vũ mùa thu lần thứ 3 à, của chị Bành Thị Ve à, một đêm nhạc đặc sắc à, cái ngày 19 tây tháng 10 ở trong đó có là Bành Thị Ve và đặc biệt trong đó có cái danh hài là Văn Sơn cũng như là Dũng Nhí và rất là nhiều danh hài khác nữa và cũng như là có một số ca sĩ khác nữa. Đặc biệt trong đó có chị Bành Thị Ve nhưng mà chị Bành Thị Ve chỉ là khách mời thôi. À, khách mời cũng như là mời vô cho nó có thêm thôi, cho nó sơm tụ thôi. Chứ vai chính à, vai chính là anh Văn Sơn à, danh hài Văn Sơn cũng như Dũng Nhí là phải nói là vai chính. Còn vai phụ à, vai phụ vai lụm dép à, vai lụm dép vai vai mà gãi một gùi gì đó à, thì có mời thêm à, chị Bành Thị Ve vô à, để cho là có
có công ăn việc làm, cũng như là đi ca đi hát cho nó đỡ ghiền, vì không gài thèm quá, không gài karaoke ghiếc cũng mỏi miệng. Bây giờ chị Bành Thị Dê buồn lắm rồi, mới đăng lên một cái bài. Em thấy chị Dê mới đăng lên một cái bài để cái từ buồn, để cái từ buồn mà không biết buồn về cái gì, một gùi nó mọc lên nữa rồi á. Hay là buồn không biết là chọn chị Tiên Ngáo hay là chọn anh hai trứng hoặc vịt lộn. Cho nên có gì đâu buồn chị Bành ơi, có gì đâu buồn. Mình thấy ai mà có tiền ấy, mình sáp vô đi, trời ơi, tiền ai không ham, cứ ai là có tiền sáp vô chứ cần thiết chi phải suy nghĩ. Thì bây giờ cứ hỏi bà Tiên Ngáo, bây giờ cô có cho con 10 tỷ không? Cô không cho con thì dẹp, cô biến giùm cái đi. Cái mặt như con heo à, tối ngày cứ lên này, hứa 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 lèo biết, hứa giúp cho chị Bành Thị Dê mà có giúp được mẹ gì đâu. Nói thẳng mặt bả luôn chứ có gì đâu bệnh. Nói thẳng vô mặt bả nói về tiền ai không ham cô, tiền ai không ham, nói mẹ vậy đi. Thì bà Tiên Ngáo bả giúp được gì bả giúp không được thì cho bả cút luôn á, rồi bả lên bả vạch mặt hay gì đó là tính sao. Bây giờ lo kiếm tiền trước đi, chứ biết sống chết biết mấy hồi. Trời ơi, rồi sắp tới đây xử thua Hồng Loan là cái chắc nữa, thua Hồng Loan là cái nước là lên bờ xuống ruộng, nước là heo anh bin về bên bển là lụm ve chai luôn chứ chẳng còn cách nào khác nữa. Trời ơi, bởi vậy tao nói dữ dội lắm quý vị. Bây giờ bên đó nói chị Bành Thị Dê dữ dội lắm, ca chung với Hài Hài Văn Sơn, sắp tới đây ca chung với Bảo Trung đào. Trời ơi, có không dữ dội ta. Chẳng qua là khách mời đi ké thôi chứ đâu phải là vai chính quý vị, chỉ là khách mời thêm thôi, giống như là mời thêm cho có vậy thôi, chứ không phải là vai chính nha. Vai chính là Văn Hài Văn Sơn mới gọi là vai chính. Rồi quay qua cái vụ Thủy Mập với cái vụ Hời Hời Lê Tím, bây giờ đi đi đâu ra ngoài miền Bắc á, để mà đi cứu trợ gì đó, trong đó có thằng guitar nè, rồi có thằng Nguyễn Đăng nè, nó trong khi đó là nghe đâu là cái gì cái hàng chồng của nhỏ nhỏ Thủy Mập, cái hàng chồng của nhỏ Thủy Mập đòi vác dao qua xử đẹp Lê Tím luôn á, đòi vác dao qua xử đẹp Lê Tím. Nói mày bữa đó mày la với vợ tao, tại sao mày ngồi đó mày ôm nó hả, mày ôm nó mày có ý gì hả, mày thấy mẹ mày rồi hả, mày thấy mẹ mày rồi hả. Cho nên nghe đâu chồng của chị Thủy Mập đòi xử đẹp anh Lê Tím, cho nên anh Lê Tím kiếm chuyện mò ra ngoài miền Bắc để giải bời, mà phải nói là bóc hốt ở quên, không phải giải bời để mà giải bài để mà phải nói là cứu trợ đồng bào gì đó. Trời ơi, ta nói anh Lê Tím cái thời điểm trước cái con khỉ mập nó cũng chửi chả, con thủy mập nó cũng chửi chả, mà chả cũng chửi thủy mập nữa, nói chung là chửi tùm lum á. Rồi cái thằng Lê Tím á, thì nó nói cái thằng guitar thì hấp diêm. Trời ơi, nói chung là bên đó chửi qua chửi lại cắn nhau. Tôi nói hổm gà bên đó cắn nhau cắn 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 rồi hả? Cắn cho đã rồi bây giờ quay lại chơi chung nữa. Trời ơi, hay thiệt, công nhận hay thiệt, tụi nó hay thật chứ hả? Chửi lộn cho đã xong bây giờ quay lại chơi với nhau, thấy bệnh chưa, thấy ghê chưa, thấy dữ dội chưa hả? Thì thôi, chiều tối hôm nay em chia sẻ cho cô dì chú bác anh chị em một số cái thông tin ha, liên quan đến Hồng Loan cũng như một số thông tin. Anh chị và các bạn xem video của em nhớ cho em xin một like cũng như một đăng ký. Em cảm ơn cô dì chú bác anh chị em thật là nhiều.